Em chào hai chị ha. Dạ chị ơi, thì ngày hôm nay chị mấy chị có điện thoại cho tụi em tới để mà giống như là cũng có mong muốn sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng là về vấn đề là nhà mình cũng có một bé gái vừa mới bị dụ dỗ bỏ đi đúng không? Đúng. Dạ thì chị ơi, thì cái sự việc như thế nào á? Thì chị kể trước tiên thì chị cứ giới thiệu về mình nha. Chị tầm cầm tấm hình là tên gì? Cao Thị Phượng, Chị là cái gì của bé? mẹ của bé. Bé tên gì chị? Mẹ tên bé Thơ. Cái gì Thơ chị? Phạm bé Thơ. Sinh năm bao nhiêu chị? Sinh năm 2010. Dạ. Còn người chị bên kế bên là sao? Chị thì dì của Phạm bé Thơ. Dạ. Rồi cái sự việc của bé là sao, hai chị một người kể lại giùm em ha. Bé Thơ đi ngày bữa 14 tháng 6. Dạ. Rồi là nhằm ngày 31 tháng 7 bỏ đi cũng khoảng 3 giờ sáng. Mà trong khi đi đó là bé có nhắn tin với một người thanh niên, là từ hồi mà bé đi tới giờ người thanh niên đó cũng có điện hàng ngày luôn. Dạ. Bây giờ cũng gửi đến cộng đồng mạng coi bé có gặp bé này thì liên hệ về cho mẹ bé, đừng mẹ bé đỡ lo. Chứ không gầy là từ ngày bé đi tới giờ là cha mẹ không ăn uống gì hết. Bữa nay cha bé thì đi chạy xe ôm, không có nhà. Dạ. Thì chị thì dì rồi hỗ trợ cho mẹ bé. Dạ. Rồi mong bé Thơ có gặp, có nghe cái tin này á, là bé Thơ liên hệ về số điện thoại 0856 907 773. Dạ. Bây giờ cho tụi em hỏi một cái, như vậy là gia đình mình là có, trước đó là có thấy bé Thơ là có nhắn tin với một nam thanh niên. Đúng rồi. Là thường hay nói chuyện. Rồi. Và gia đình cũng nghi là bé đi theo nam thanh niên đó. Rồi rồi, đang nghi đó, đang nghi ba mà chàng đó đó, chàng trai đó đó. Có biết nam thanh niên đó ở đâu không chị? Thì qua số qua điện thoại thì nói là ở Bình Dương thôi chứ không biết chỗ nào. Rồi ngày xưa mà gia đình mình có đi làm ở trên đó không, sao mà có, bé lại biết? Có đi làm trên đó thời gian cũng khoảng 2 năm gì đó. Dạ. Rồi nó cũng điện qua loại gì đó mà về đây cũng vẫn điện luôn. Dạ. Điện nhắn tin là suốt luôn đó. Bé nhắn tin tới 1 2 giờ sáng luôn. Trời ơi, một sao cho sử dụng điện thoại sớm vậy? Bị mẹ bé là không biết chữ. Rồi là cũng không có kiểm tra tin nhắn được nữa. Nó còn đi học không? Không, bé nghỉ rồi. Nghỉ lâu chưa? Nghỉ cũng lâu rồi. Rồi nghỉ chỉ ở nhà, chủ yếu anh chị đi làm. Đi làm. Cha thì chạy xe ôm, còn mẹ ở nhà thì giúp mẹ nấu cơm nước rồi vậy thôi. Dạ. Thì hiện tại giờ cho hỏi phép hỏi người mẹ trước ha. Chị ơi, nếu mà bé này ở trong nhà là bé có ngoan như thế nào không? Nó khờ lắm. Khờ hả? Là chị nói về tính tình bé này cho mọi người nghe thử. Chị kể lại bé này ở trong nhà sao? Bé hiền. Trời ơi, giống như người mẹ bây giờ người mẹ cũng khó nói luôn á. Nói chung là hôm nay tại sao có bà Diền ở kế bên? À. Tại vì bà mẹ nói chuyện không có nói chuyện được. Nói chung là quá hiền. Là không biết lên hình nói như thế nào để cho dễ hiểu cái cốt truyện. Thì đây chính là người mẹ đang cầm tấm ảnh của bé Thơ, là chính là bé mà bỏ nhà đi. Là chính xác bữa nay là bé đi được khoảng bao nhiêu ngày vậy? Bữa nay nữa là 11 ngày. 11 ngày. Bữa nay 12. 12. Dạ. Là cũng tình nghi là do trước đó là bé Thơ này có nhắn tin trò chuyện với một nam thanh niên là ở Bình Dương. Đó, và đến từ lúc đi tới giờ là gia đình là không liên lạc được với bé đúng không? Không. Là lúc đi là bé có đem theo gì không chị? Không có điện thoại, nó bỏ nhà luôn. Rồi quần áo, giấy tờ này kia không có luôn. Nó đi có một đồ một à. Dép đeo đồ bông. Đeo đồ bông trong người thôi. Dép thì cũng không có mang luôn. Trời ơi, là đi mà trong mình không có một thứ gì hết. Không có thứ gì chân. Ủa, sao bây giờ em hỏi là sao chị biết nó đi vào ban đêm? Giấc khuya 3 giờ. Không, khoảng là anh nó đi chơi về khoảng cả 1 giờ là nó còn ở nhà. Còn ở nhà rồi anh nó mới kêu thôi ngủ đi. Là tới chừng mà anh nó với nó ngủ là khoảng cả 2 giờ. 2 giờ sáng. 2 giờ. Rồi mẹ nó phát hiện là sáng là cỡ 7 giờ là phát hiện là nó không còn ở nhà nữa. Là nó đi trong đêm, trong giấc khuya. Đi khoảng cả 3 giờ thì mình đổi chừng vậy thôi. Nếu như mà bé đi như vậy thì theo em nghĩ các khả năng mà bé tự đi ra ngoài thì không có. Theo em nghĩ là thế này, là sẽ có một người nào đó đứng ở gần đây. Rồi đúng rồi. Gọi điện hay nhắn tin kêu qua đón. Rồi. Mà chị cũng nghĩ là như vậy chứ bé hồi đó tới giờ bé không có đi đâu hết trơn á. Rồi
Chị cho em hỏi nè, cái lúc mà đi như vậy rồi bé để lại cái điện thoại rồi gia đình có kiểm tra cái điện thoại không? Có kiểm tra số điện thoại rồi có tin nhắn rồi là nó nhắn tới 1-2 giờ sáng luôn. À, có nghĩa là cấp đó là ai nhắn tin cho bé vào thời điểm đó? Chàng trai đó đó. Chàng trai đó, chàng nhắn trai như đó. Thế nào chị có thể thật lên được không? Nhắn xưng vợ chồng không à? Ừ. Xưng vợ chồng thì nói kiểu như mà thậm chí là nó gửi hình cho chàng trai đó luôn. Bé này gửi hình luôn. Gửi hình luôn. Hình mà không có đàng hoàng nữa. Trời đất. Hả? Ừ. Nó kêu nó dụ con của chị là đi vô cầu tắm á. Ừ. Cởi đồ đạc luôn ra hết chân. Chấn động dữ à. Cái nam thanh niên nhắn tin trên Facebook đó. Ừ. Là gửi giống như những tấm hình mà lộ thể ha. Ừ. Trời ơi trời. Rồi cái sự việc mà lúc mà bé nó bỏ điện thoại ở nhà mình mới phát hiện được. Ừ. Cái thời điểm đó là mình không kiểm soát được bé đúng không? Đúng rồi. Là những cái câu chuyện đó là như bé nó nhắn tin với ai và nó làm gì là gia đình mình cũng đều không biết luôn. Bị không biết chữ đó rồi không có coi được. Dạ. Ừ. Rồi những cái tấm hình mà như vậy sau này bé đi nó để điện thoại ở nhà là lúc đó mình mới phát hiện ra là bé nó từng qua lại với thanh niên đó. Ừ. Là chị có đọc cái tin nhắn đó không chị? Có tin nhắn hiện giờ còn trong điện thoại luôn. Không, nhưng mà chị có đọc được những cái từ mà bên chàng trai đó yêu cầu bé gửi qua không? Vậy có nghe mẹ nó nói vậy thôi. Dạ. Anh nó đọc tin nhắn. Dạ, cái nội dung tin nhắn là yêu cầu bé gửi đồ hay sao? À, người mẹ kể lại nghe cho em nghe cái. Tin nhắn thì chị không biết mà đều chị coi trong điện thoại là như vậy đó. Nghe, ý là chị là bà nghe cái thằng đó nói à. Nói là điện kêu con nhỏ này nó vậy đó. Trời đất ơi, bé mới có 13 tuổi. Mới 13 tuổi thôi. Vậy như vậy là bé đã từng có gửi những tấm hình đó rồi. Có. Có gửi cho con còn luôn trong tin nhắn đúng không? Con. Dạ rồi. Trời ơi. Rồi hiện tại là nói chung là đi trong đêm đó tới đến lúc mà người nhà phát hiện bé không còn ở nhà nữa là lúc đó là mới đi xúm nhau đi tìm hả? Ừ, xúm nhau đi tìm. Chị hay được là mới mừng hồi hận trời là chỉ coi trong mùng chứ nó không có trong mùng. Dạ. Rồi cái cho em hỏi là mình có báo công an ở đây chưa? Có rồi. Rồi bên công an người ta làm sao? Rồi không biết bên công an nó có ấy giùm không nữa. Mình cũng chưa có nghe trả lời ha. Chưa nghe. Rồi đó giờ mình có nghĩ là bé nó sẽ đi đâu không? Không, rồi nó khờ lắm. Bị sợ bị dụ quá chứ nó hồi nào giờ nó không có đi đâu hết trơn. Dạ. Thôi mình nói sơ về hoàn cảnh của mình xíu. Hiện tại là anh chị ở đây mình làm công việc gì? Mà ổng thì chạy xe ôm, còn tôi thì ở nhà coi chăm con vậy đó. Dạ, mình có đất cái gì không chị? Không, cái là nhà này là thằng em nó cho mượn ngõ thôi. Giống như mình hiện tại đang ở đậu ha. Ừ. Dạ. Rồi hàng ngày cuộc sống của mình là chỉ nhờ vào cái đồng lương chạy xe ôm của chồng chị. Dạ. Rồi bé này ở nhà thì nó cũng có ngoan, không có đi chơi đúng không? À, không có đi chơi đâu hết trơn. Mà sao mà bé lúc mà anh chị dẫn bé lên Bình Dương làm mới gặp được cái người đó, gặp được cái thanh niên đó đúng không? Bị chế á, bà đi làm không à. Dạ. Bà bỏ bé ở nhà. Rồi là thường thường á thì chị cũng thấy nó là nó điện thoại. Điện thoại mà nó cũng có tin nhắn nữa. Dạ. Là nó nhắn với chàng trai đó đó. Rồi từ cái lúc về tới giờ cũng vẫn nhắn vậy luôn. Là rồi. Lúc đó là bé nó bắt đầu phát hiện bé nó quen cái chàng trai đó là ở đây hả, ở trên Bình Dương? Ở trên Bình Dương. Là lúc đó hai anh chị này cũng đem con lên dẫn luôn? Ở trên Bình Dương làm. Chị có biết được cái nam thanh niên nó bao nhiêu tuổi không? Khoảng chừng 22 tuổi. Rồi nam thanh niên nó khoảng 22 tuổi ha? Ừ. Mà con bé nó mới 13 tuổi mà thanh niên nó tới 22 tuổi là nó cũng phải hiểu được con bé đang còn nhỏ đúng không? Rồi nhưng đúng mà rồi. Cách đây mấy năm không chị? Khoảng chừng có 2 năm. 2 năm về là con bé từ lúc 11 tuổi. Ừ. Trời ơi, không lẽ con bé nó quen con bé từ lúc mới có 11 tuổi, 12 tuổi. Mà theo như chị nghĩ là chàng trai đó là dụ bé thôi chứ bé không có khả năng nào mà bé đi theo thằng chàng trai đó được. Nó dụ là đi tới nhà rước luôn. Ờ. Chứ bé hồi đó tới giờ là ở xóm này là không có đi chơi ở đâu hết trơn. Em biết, tại vì kính thưa quý cô chú anh chị, thật sự nếu mà quý cô chú anh chị cũng hiểu được ở đây là Cà Mau là thuộc một cái vùng xa, vùng sâu. Mà khi mà anh em trường tìm đến được tới đây cũng rất là vất vả, đi đường ngoằn ngoèo lắm, cũng khó đi nữa. Mà bé con gái này á, nếu mà phải quen biết rộng lắm mới đi ra ngoài huyện ngày này mà tỉnh kia chơi. Chứ thật sự ở trong đây là không có đường nào mà đi được, tại sông nước không. Dạ. À. Rồi cái đường đi cũng hơi khó nữa. Dạ. Đó. Nói rồi. Chung ra là bé nó cũng ngoan lắm. Dạ. Ở nhà cha mẹ cũng cưng chiều lắm, giặt. Dạ. Đồ còn không cho giặt mà. Vậy đó hả? Ừ.
Rồi đó là cha bé từ ngày bé đi tới giờ đó là cha bé cạo đầu luôn. Trời ơi. Cạo đầu rồi dây hỏi mượn tiền người ta là 4-5 triệu bạc đừng đi tìm bé đó. Mà tới bây giờ chưa gặp bé. Ủa, mượn tiền sao nữa chị? Dây đi hỏi đó, đi hỏi tiền người ta. À. Mình mượn tiền về mình làm lộ phí để mình kiếm bé. Lộ phí đó. Làm lộ phí đang đi kiếm con đó. Rồi mình tốn tiền những gì rồi, tiền gì rồi? À, cha bé đi tới Bình Dương, bị một lần là đi Bình Dương ở đó, thằng chàng thanh niên đó đó cũng nghi ngờ, rồi đi chợ anh kiếm mà kiếm cũng không gặp. Rồi ba cha bé là đi coi thầy, từ ngày bé đi tới giờ là đi coi thầy mười mấy ông rồi. Trời ơi, dữ gì đó. Mười mấy ông rồi đó. Dạ. Rồi thầy phán làm sao? Thì thầy phán là có chàng thanh niên là dụ dỗ dẫn đi. Trời ơi, thầy nào phán cũng ác quá hen. Mình đã biết lại mình kể cho ông thầy nghe, ông thầy không biết rồi, ông cũng phán vậy nữa hả? Thì cha bé chỉ nhờ tới mấy em xuống đây là cha bé mừng dữ trời lắm. Dạ. Chỉ nhờ mấy em kiếm giùm thôi chứ cha bé hiện giờ là bế tắc luôn rồi đó. Ông không còn biết cái gì luôn. Dạ. Nãy chị nói chị tên gì em quên rồi, mẹ người mẹ nè. Cao Thị Phượng. À, chị Phượng. Và chị có nghĩ tới vấn đề xấu nhất cho bé không? Thì sợ nó như cái nó dụ nó bán qua nước ngoài rồi này kia vậy đó. Dạ. Nói chung là sợ con mình là bị người khác là dụ rồi bắt cóc này kia nọ để bắt cóc tống tiền này kia. Dạ. Thì thiệt sự là em hỏi thiệt chị nè, từ lúc mà chị mượn nợ chị đi kiếm con á, rồi cái tiền đó có lãi suất không? Có. 1 triệu ngày bao nhiêu? Một triệu ngày 100 ngàn á. Trời ơi. Ừ. Gì dữ vậy trời, 1 ngày 1 triệu, 1 ngày 100 ngàn. Hỏi bạc ngày mà. Là 1 ngày chị góp hay là sao? Góp hay là chị đóng tiền đứng? Thì 1 ngày chị đưa cho người ta 100 ngàn vậy đó. Là 5 triệu 1 ngày 100 ngàn hả? Là 1 triệu? 1 triệu á. Rồi đó, vậy là... Hỏi bạc ngày á. Rồi năm, nếu mà 5 triệu là 1 ngày chị phải kiếm 500 ngàn chị đưa cho người ta. Bởi vì ổng mới đi chạy xe ôm đó, kiếm tiền. Ôi trời, vì con bỏ đi mà giờ gia đình giống như lâm vô nợ nóng luôn của chú anh chị. Rồi cái lúc mà bé nó quen, nó phát hiện lâu rồi mà chị cũng không biết luôn. Lúc thời điểm chị lên trên Bình Dương chị làm công việc gì? Chị làm công ty gỗ, chị lo chị đi làm không à. Dạ. Rồi bỏ con bé ở nhà một mình ở trên Bình Dương. Rồi lúc đó nó quen cái thanh niên đó mình cũng không biết luôn. Không biết luôn. Rồi nãy em có nghe nói là cái nam thanh niên nó vẫn có nhắn tin gọi điện cho chị hả? Có. Gọi điện thường thường nó gọi điện nó nói gì? Thì nó hỏi bé thơ được về chưa gì đó. À giống như là giả dạng như là kiểu là không giả biết. Giả dạng nó làm như nó không biết, không hay không biết chứ. À mà chị có suy nghĩ kỹ là bé thơ hiện tại là đang ở chung với thanh niên đó không? Chị là chị nghĩ nó ở chung với thằng nữa đó. Dạ. Yeah. Là xác định là giống như là cái chị đã xác định giống như là bé thơ chỉ quen biết một người đó thôi. Rồi bé thơ đi đó là đi chung với nam thanh niên đó. Rồi bây giờ là chị có muốn tâm sự gì chị nói đi, rồi ở đây sẵn có tụi em ghi hình nè, chị nói nỗi nhớ nhung của con mình như thế nào cho con mình, nó nếu mà có xem được video á, nó nghe được thì nó điện về cho chị hay sao, chị nói đi. Bé thơ ơi, con có lên tin này con điện về cho mẹ biết cho con ở đâu á, chứ giờ mẹ khổ lắm con ơi. Nếu mà bé nó ở với nam thanh niên đó thì chị chấp nhận không? Nếu mà đem ra thì chị cũng chấp nhận nữa. Yeah. Chị có nghĩ là do gia đình mình nghèo quá rồi? Gia đình mình nghèo khổ quá cho nên con nó mới đi. Yeah. Hằng ngày nó có mong muốn là mua cái gì không chị? Không, con chị nó không có đòi mua gì hết á. Nó không đòi mua gì hết trơn hả? Mà tự nhiên vậy là bỏ đi thôi. Chị nghĩ là nó giống như là kiểu là hiện tại là nó bị một thành phần xấu lợi dụng lừa gạt để lên ăn ở, chứ mình chưa có nghĩ tới là vấn đề là bé nó ham muốn cái chuyện gì đúng không? Là giống như bây giờ là bé nó bị lời ngon ngọt dụ dỗ đi, chứ bé thì ở nhà nó không có đòi mua quần áo, không mua không, gì hết. Bé nó ngoan lắm, nó cũng không có đòi hỏi gì về đồ đạc hay là hoặc cái gì hết trơn. Dạ. Chủ yếu là bé nó bị cái lời ngon tiếng ngọt của người khác dụ dỗ đi. Phải rồi đó. Chớ điện thoại nó đi nó còn không đem theo mà. Dạ. Nó chị nghĩ là người ta dụ dỗ thôi. Chứ bé nó ngoan lắm, ở nhà nó ngoan lắm. Đó giờ chị giống như tiếp xúc với con bé, chị hiểu tính tính tình bé không?
chị tiếp xúc cũng gần gũi chị biết mà. Dạ. Bé nó cũng ngoan hiền lắm. Từ lúc mà hai vợ chồng đi lên Bình Dương là bắt đầu bé nó nảy sinh tình cảm với thanh nam thanh niên đó. Đúng rồi. Dạ. Chị có gặp được con nam thanh niên đó không? Không. Chị chỉ là nghe nó nói chuyện qua điện thoại thôi. Ừ. Chứ chị cũng không có biết mặt nó nữa. Rồi như mẹ có là chị Phượng là có biết mặt thanh niên đó không? Biết trên điện thoại thôi à. Là mình chưa gặp, từng gặp ở ngoài được. Chưa. Mà tại sao mà nó dám điện về cho chị mà nó nói là để nó phụ tìm bé Lon hả? Nó là để nó phụ tìm bé Thơ á. Là nó nói sao chị kể lại cho em nghe. Chị nói chuyện mạnh mạnh dạng lên, chị nói đại đi. Kể nó điện nói sao đó. Cái thằng kia kia điện về cho chị, nó nói chuyện sao? Thì nó nói mà thì cũng như là nó kêu chị để nó đi tìm đồ tiếp gì đó. Dạ. Rồi hàng ngày nó làm, nó có điện về thông báo cho mình sự việc không? Có, nó nói là thằng bạn nó gặp bé Thơ bán trái cây mà Hội Nghĩa. Hội Nghĩa? Hội Nghĩa Bình Dương. Mà rồi người nhà mình có lên đó không? Có, ổng với thằng con trai thứ hai đi kiếm cho anh luôn á. Dạ. Mà không gặp. Không gặp. Ừ. Rồi có điện cho nam thanh niên đó, nó báo là lên không gặp không? Có. Trời ơi, bà mẹ bà hơi hiền, bà khờ. Mà nhiều khi mình hỏi bà không biết là mình đang hỏi cái gì luôn quý anh chị. Bởi nhiều khi cũng khổ nhất là khi mà ở nhà con cháu mình không kiểm soát được. Nếu mà bây giờ nam thanh niên kia chị cho một cơ hội, nếu mà nó đem con bé về á, thì chị vẫn cho nó cơ hội để mà không có thư kiện, đúng không? Còn nếu mà nó không đem á, mà biết bắt tại trận là nam thanh niên nó dụ dỗ con bé này đi á, thì chị sẽ làm như thế nào? Chị đưa ra pháp luật trình chỉ nó. Ừ. Đem ra thì chị còn tha, còn nếu không đem ra thì chị nhờ pháp luật thôi. Ừ. Tại con mà nó chưa đủ tuổi đúng không? Nó còn chưa đủ tuổi. Ừ. Vậy em hỏi chị một điều nha. Nếu mà khi mà cộng đồng mạng thấy được con bé này ở đâu, rồi người ta muốn chỉ cho chị, nhưng mà người ta muốn tiền á, thì chị có tiền để hộ tạ cho người ta không? Không, chị không có tiền á. Giờ chị nói sao cho mọi người giúp đỡ cho chị, chứ em thấy chị là thật sự là nhà rất là khó khăn, với chứ chị có được cái nhà nhỏ à. Thì chị nói sao để cho mọi người giúp đỡ cho chị đi, chứ bây giờ em thấy chị cũng nói chuyện lời ăn tiếng nói, chị không biết nói nói chuyện đúng không? Chị cũng khó quá. Thì thật sự là cái câu chuyện này gia đình đó, quý anh chị, bà chị đây bà thật quá, bà nói chuyện không được nhiều với người khác, thì bởi nhưng phải nhờ người dì ra chia sẻ. Thì cái lúc mà chị thấy được cái tin nhắn đó, thì người dì có nghĩ là con bé này nó tự động đi hay là nó bị người khác dụ dỗ? Chị nghĩ là chị đọc cái tin nhắn đó với gửi hình cho người thanh niên đó, là chị nghĩ là thằng này dụ dỗ cháu của chị. Chứ nó còn nhỏ tuổi, mới 13 tuổi, nó khờ lắm, nó không biết gì đâu. Là chị nghĩ là thằng đó dụ dỗ chứ không ai hết trơn. Trong khi đó từ hồi lâu tới giờ là nó không có điện ai, nó không có nhắn tin ai, mà nó nhắn tin với chàng trai ở trên Bình Dương thôi, chứ không có nhắn với ai hết trơn. Rồi chị bữa nay chị cũng mấy em quay YouTube đó, chị cũng rất là cảm ơn. Rồi gửi tới cộng đồng mạng, ai mà kiếm thấy bé Thơ nhắn tin hay là hoặc điện qua số điện thoại đó, rồi người nhà rất cảm ơn. Hậu tạ. Không có thì cũng mẹ bé cũng đi hỏi tiền hay gì, chứ con mất mà cũng phải lo thôi. Giờ không biết làm sao luôn. Rồi lúc mà chị thấy cái tin nhắn đó, chị thấy sao, cảm giác trong người chị sao chị? Chị cũng lo sợ á. Mà khi mà thấy con mình chụp những cái tấm hình đó mà mình không thể chấp nhận được, chị thấy sao? Chị kể lại cảm giác lúc đó cho em nghe coi. Chị thấy chị cũng giận quá. Mình thấy con mình gò dại vậy đó. Là nhiều tấm không hay là chỉ mới một tấm thôi? Ở trong đó là hai tấm lận. Hai tấm hình. Ừ. Là chính thanh niên đó là bắt ép con bé, dụ dỗ con bé là phải chụp hình giống vậy cho gửi qua cho nó. Trời ơi trời. Rồi bây giờ là em nói thiệt với chị ha. Khi mà cái sự việc này mà tụi em tìm được bé, tụi em sẽ không bao giờ gửi clip, chị đồng ý không? Đồng ý. Tại vì đi nào phải có xác nhận người nhà ha. Tại vì tụi em làm là
giống như không phải là cái gì cả, tại vì sự việc này là đúng sự thật tụi em đăng lên. Nếu mà bên kia mà nó trả bé về bắt tụi em xóa video á thì tụi em xin lỗi, tụi em xóa không được nha. Nha, cái này em nói thiệt nha, tại vì cái này để lại cho cảnh tỉnh cho những thế hệ sau nữa. Giống như là người, mọi người trong gia đình, tất cả trong gia đình xem video được nè, video này phải phòng hờ, để phòng hờ con cháu. Nói nhiều khi á, nó mình có cái để mình nói, con ơi, con nhìn xem video này nè, một người mẹ cực khổ nuôi con gái khôn lớn mà bị người ta dụ dỗ cởi quần áo chụp hình sexy như vậy đó, thì con phải cảnh tỉnh những bạn trẻ hiện tại bây giờ là xin, là em xin phép là cái video này đăng lên là không được gỡ xuống ha, nha chị. Rồi bây giờ là hiện tại bây giờ ông xã chạy xe một ngày được bao nhiêu tiền? Nhầm khi vài chục và nhầm khi trăm ngoài vậy đó. Là nói chung là lương không có cố định. Nhưng mà một ngày kiếm đâu ra 500 ngàn để mà đóng tiền lãi cho người ta. Thì em mốt có cho mượn vậy đó. Nếu mà bên gia đình bên kia người ta nắm tay dẫn bé về luôn á thì chị cũng chấp nhận là cho hai đứa nó tiến tới luôn hả? Chứ bây giờ chuyện nó đổ bể như vậy rồi. Đổ bể như vậy rồi, nếu mà nó đem ra thì chị cũng tha thứ cho nó. Còn người gì này tính sao? Giờ nếu mà con bé này gì tính sao gì? Theo chị á thì liền bây giờ nó đem ra thì gia đình còn suy nghĩ lại, còn miễn nó không đem ra thì nhờ tới pháp luật thôi chứ không có đường nào hết trơn. Với bé nó chưa có đủ tuổi nữa. Bị cái thằng này là nó dụ dỗ chứ không phải mà tự bé đi. Dụ dỗ nó tới nhà nó rước luôn mà. Mình có thấy không? Mình có thấy con bé là nó đi. Có camera ở trên này là người ta thấy có chiếc xe du lịch đậu ở trên đó, rồi khoảng cả 3 giờ nữa là có người đi xuống dưới này rước. Nhưng mà sao mà nó biết con bé này nó bị dụ đi mà nó nói người nhà là tìm, hỏi người nhà tìm kiếm được chưa? Cái này là theo chị nghĩ là nó thăm hỏi thử biết tình hình ở dưới này thì sao đó. Là từ lúc con bé bỏ đi là bắt đầu thanh niên nó mới gọi điện thoại là hay sao? Gọi hàng ngày luôn. Gọi hàng ngày, ngày nào cũng điện hết. Ý là em hỏi á, là từ lúc con bé bỏ đi, đúng không? Từ lúc bé bỏ đi mà vì sao thanh niên này biết con bé đó bỏ đi mà nó gọi điện thoại xuống nó? Thì đó, chị nghĩ là nó dẫn đi chứ không ai hết trơn. Nó còn biết con bé thơ là tính đi hồi chuyện qua đó, mà nhưng đó bữa nay mới đi đó. Là nó cái kiểu mà nó đang đánh chống lãng, mà đánh chống lãng ngu đúng không? Tức là trước giờ là thanh niên này là không có kết bạn gì, không có liên lạc gì với người nhà, chỉ liên lạc qua bé thơ thôi. Nhưng mà từ khi bé thơ đi rồi thì ở nhà đăng tin, tại sao thanh niên đó lại biết là cái nít đăng tin đó là người nhà tìm kiếm bé thơ mà kết bạn lại đăng liên lạc, đúng không chị? Đúng. Cái này cũng hơi khó hiểu về thanh niên này hả ta? Không khó hiểu thiệt. Làm những chuyện sai sai làm sao á. Giấu cái đầu lọt cái đuôi. Đúng rồi. Chị nói là có camera thấy một chiếc xe hơi tới rước bé thơ đây đi. Đúng rồi. Là cái video trong cái xe hơi đó có biển lưu là biển số. Chị cũng không hỏi nữa, bị chế chị ba là bả bữa đó đi chảnh rồi người ta bắt cho chị ba coi. Rồi nó có lưu lại cái đoạn video đó không? Có. Lưu lại, cái đó nên lưu lại. Có lưu có lại. Có lưu lại máy mình không? Không, máy của người ta nhờ người ta mở giùm, coi giùm thôi. Nếu mà vậy mình phải, bây giờ mình phải nhờ người ta cái nữa chị. Tại vì mình phải lưu lại luôn. Lưu lại là mình giữ vô, giữ lại trong cái điện thoại. Tại vì trong cái camera nó giữ khoảng chừng được tùy theo cái cam. Tùy cái nửa tháng, hàng tháng gì đó. Hôm nay chứ là không mấy, giữ lâu được mười, đó. Mười mấy ngày nó chắc nghĩ là còn. Còn. Bây giờ mình phải ra mình giữ lại. Thì bây giờ như vậy, thì tụi em sẽ đăng cái tin này lên ha. Thì người nhà cho chị á, chị muốn gửi gì tới con bé chị nói đi. Chị là dì của Phạm Bé Thơ, chị là Cao Thị Tui. Chị gửi tới Bé Thơ, Bé Thơ có coi cái clip này á thì con cũng điện về cho mẹ hay đi con. Chứ mẹ với cha khổ dữ trời lắm, hổm gầy coi từ ngày con đi là cha cạo đầu luôn. Cha gái á, con liên lạc về cho cha biết thôi. Chứ cha với mẹ liền giờ khổ dữ lắm. Hằng ngày là như giờ ông chú cũng chạy sơ mà bà vợ ở nhà không làm gì hả gì? Chế thì ở nhà chỉ cơm nước thôi. Rồi cuộc sống rồi bây giờ nếu mà mượn dính thân vô nợ nữa rồi bây giờ tiền nữa mà trả cho hết. Dạ, bởi vì khổ, gia đình khổ, liền giờ ông cũng gắng bươi vào chứ sao giờ? Hiện tại là mình tổng hết được mấy người con? Có hai đứa con
Là một trai một gái. Ờ, là một trai đứa con gái. Con gái giờ bỏ đi rồi. Ừ, thiệt tình luôn. Rồi bây giờ lúc nãy coi thầy á, và thầy phán là kêu là có người dẫn đi, nhưng mà không biết chính xác là đi đâu hả? Đúng rồi, thầy nói vậy nhưng mà không biết là bé đi đâu. Dạ. Yeah. Từ ngày bé đi tới giờ là không có liên lạc gì về nhà hết trơn. Tại giờ đi mà giống như kiểu là đi biệt tích luôn. Có khi nào thầy nói có đi con mười mấy ông thầy, mà mười mấy ông thầy cho kết quả ra sao? Thì ông nào cũng nói giống giống nhau vậy thôi. À, không ông nào ra ông nào hết. Ừ. Lỡ như bé bị dụ, bị bắt cóc rồi bị người ta không biết còn sống hay chết cũng không biết luôn. Không biết, biết luôn. Ờ. Ủa gì thầy gì con gì kỳ vậy? Vậy bây giờ em hỏi là nếu mà con bé nó có nó có chuyện gì đi rồi gia đình tính sao đây? À chị, chị có suy nghĩ tới vấn đề con bé đó, nó có gì chắc chị đau khổ với trời đó. Như con bé nó lỡ như nó không còn rồi sao? Không còn chị cũng không biết sao nữa. Chị, đó giờ chị có nghĩ tới chuyện đó không? Ví dụ như con bé giờ nó đi mất tích, nó lên bị người ta làm nhục xong rồi, người ta sợ rồi, người ta phi tan chứng cứ luôn, người ta giết nó luôn rồi, chị tính sao? Tính thiệt á. Chị suy nghĩ tới chuyện đó không? Chị cũng suy nghĩ gì đó. Chứ bây giờ không có liên lạc, không có cái gì hết trơn luôn. Lỡ như con bé bây giờ lên trên đó rồi nó bị thằng đó nó làm thịt xong rồi cái nó phân ra từng đoạn nó rải vòng mà xong rồi sao? Lúc đó tìm không thấy xác luôn á. Hiện tại là có những cái chuyện nó xảy ra chứ không có đâu. Rồi bữa giờ là chị có giống như có điềm báo gì với bé không? Không có. Ở nhà đó giờ chị với bé có cây gỗ xích mích gì không? Cưng nó với trời lắm. Yeah. Mận mà chị còn đi mận mà không cho nó mận gì hết trơn, cưng lắm. Yeah. Nhưng bé này hiện tại giờ không có liên lạc, không có giấy tờ tùy thân đúng không? Ờ, không có liên lạc mà cũng không có giấy tờ. Mà hiện tại là bé trong lúc bé đi bé không có miếng giấy tờ căn cước gì hết? Không, không có giấy tờ gì hết á. Trời ơi trời, lỡ như mà giờ lên trên đó bị người ta giết hại rồi sao? Chị tới nghĩ tới chuyện đó không? Chị cũng suy nghĩ gì đó mà. Sợ một cái vấn đề nữa là bị dụ lên đó rồi xong người ta đưa qua cam. Ừ. Bây giờ có cái một cái nhóm đối tượng cũng dạng là rất nguy hiểm luôn á chị, là dụ những cái bé 12, 13 tuổi rồi đó. Những cái bé mà nó còn nhỏ đó, nó chưa biết gì á. Thì dụ là bây giờ đi theo anh, theo chị, có những cái công việc này lương cao lắm, làm chừng ngày làm chừng vài tiếng mà lương nhiều lắm. Là đi theo là xong là đẩy qua cam luôn. Là nói chung là nếu mà qua tới cam rồi là giờ không biết, nói thật luôn là nếu mà qua cam là không truyền được xác luôn đó. Thì chị nghĩ như thế nào? Mẹ bây giờ mẹ hết biết gì rồi. Thì thôi giờ chị nhờ cộng đồng mạng đi, chị tâm sự đi, nói giờ tôi chỉ muốn con hay muốn gì đó thì cứ nói đi. Hoặc là ai muốn bắt bớ con tôi gì đó thì cứ, nếu mà có chuột, có xin cho chuột á thì cứ nói cái giá đại khái rồi tôi xin chuột con về vậy đó. Thì chị cứ gì tâm sự đi, thì trong lòng chị bây giờ chị mong muốn cái điều gì nhất chị cứ nói đi đó. Nói với cộng đồng mạng đi, nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ, giúp đỡ giùm á, chứ bây giờ chị cũng không biết đi kiếm ở đâu nữa. Có gặp bé này liên hệ số điện thoại mấy đó. Bả giờ bả không biết nói chuyện luôn mà. Giờ không biết nói sao. Cái này là tụi em không phải là dạng như nói ra để hù dọa hay chị, nói là hù chị con bị vậy như vậy, nhưng mà tụi em làm á thì đi quay nhiều cái, cũng có nhiều cái trường hợp nó xảy ra nhiều cái việc mà mình không có lường trước được á, nên chỉ là muốn hỏi chị về cái vấn đề như thế thôi, chứ không có ý gì hết. Em còn một cái ý nữa, ví dụ bây giờ cho em hỏi á, là nếu như mà bây giờ bé nó đi vậy đó mà lỡ như nó mang thai rồi, chị nghĩ như thế nào?
Chị nghĩ cái gì? Chị đang suy nghĩ gì vậy? Chị tập trung vào em nè. Lỡ con bé nó mang thai thì sao chị? Chị chấp nhận không hay như thế nào? Mang thai thì về chị chấp nhận chứ sao giờ? Trời ơi, thôi giờ dì lên tiếng, dì nhờ cộng đồng mạng sao thì dì cứ mạnh dạn lên hết chứ người mẹ giờ người mẹ không biết nói được. Bây giờ theo như chị nghĩ á là con bé nó có mang thai với chàng trai đó. Dạ. Là chị phải nhờ pháp lực thôi. À. Chứ vậy chứ bé nó chưa có đủ tuổi vị thành niên. Dạ. Mà chàng trai đó dụ dỗ mà cho đến nỗi mà có bầu á thì chị phải nhờ pháp lực thôi. Chứ người mẹ liền giờ người mẹ quá trời xúc động, bả không có nói lên lời luôn. Rồi chị cũng nhờ cộng đồng mạng chia sẻ giùm, rồi có ai mà gặp bé thì xin liên hệ số điện thoại 0856907773. Rồi gia đình đó có hậu tạ, rồi bả cha mẹ thì cũng gắng lo tiền để hậu tạ người ta chứ làm sao giờ. Dạ. Chứ cha mẹ thì rất khổ luôn, khổ là đến nỗi là không có gạo ăn luôn á. Dạ, chị giờ chị đọc chính xác địa chỉ của người mẹ hiện tại đang ở đi chị. Người mẹ đang ở là ấp Tư, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Thời, tỉnh Cà Mau. Dạ. Thì tới đây là liên hệ vô số điện thoại này chị vừa đọc ha. Số điện thoại đó là của chị. À của chị hả? À của chị. Giống như là bây giờ gia đình của người mẹ nói chung là không có lanh lẹ. Đúng không rồi. Có hiểu biết là ngoài xã hội như thế nào nên nhờ tất cả là nhờ do chị quyết định ha. Chị quyết định đó. Giống như là bên giờ người mẹ giờ không biết chữ. Không giao chữ. Toàn quyền trách nhiệm giống như là những trên mặt lý thuyết giấy tờ và cái cách ứng xử ngoài xã hội là chị bên chị đảm nhận cái chuyện đó. Chị đảm nhận, chị người gì cũng như mẹ, chị đảm nhận cho bé. Dạ. Đó giờ chị thương bé này nhiều không chị? Thương bé cũng như là con ruột của chị thôi. Dạ. Chị cũng qua cũng dạy dỗ hàng ngày nhưng mà bé khờ lắm. Dạ. Bé nó không có biết gì hết trơn á. À. Bây giờ thì ai nói gì nó nghe nấy thôi. À, do thì người mẹ và quý của chú chị đã giờ xem video cũng hiểu là người mẹ không biết cách nói chuyện mà cũng không có định hình được là em đang nói gì và để mình giao tiếp nữa. Người mẹ không thể giao tiếp với người ngoài đúng không chị? Bé nó cũng giống mẹ vậy đó. À, cũng khờ khờ y chang vậy. Khờ khờ y chang vậy đó. À, bởi vậy khi nghe lời ngon tiếng ngọt cái đi. Đúng rồi. Mà em hỏi thì chị là khi mà cái nam thanh niên đó mà sao mà ấu dâm dữ vậy? Kêu con bé nó cởi đồ ra chụp hình gửi cho nó mới chịu hả? Thì đó, nhưng mà chàng trai đó là chị nói là nó là dữ trời lắm, nó dụ dỗ con nhỏ này chứ con nhỏ này nó khờ lắm, nó không biết gì chứ á. Dạ. Là điện chị có nghe là người anh nó là nghe nói là cái chàng thanh niên đó là kêu con nhỏ này tắm là gọi cho nó. Trời ơi, ghê vậy chị? Đó, bởi vậy chị đang nghi ngờ chàng thanh niên đó. Tắm mà phải bắt đi gọi video gửi qua cho nó luôn. Đúng rồi. Trời ơi, sao mà thấy khó hiểu quá. Rồi cái dòng những cái dòng tin nhắn đó, những cái hình ảnh, những cái video vẫn còn trong máy ha. Còn, dạ. Còn anh nó lưu lại. Dạ. Đâu rồi, cho gặp người anh chút xíu đi. Người anh vô chia sẻ chút xíu đi người anh ơi. Người anh ngồi với mẹ nè. À, không, người mẹ đi vô nhà đi. Để cho người anh với chị xích qua đây cho nó mát. Cho người anh ngồi bên đó đi. Qua đây nè. Chích qua. Nãy giờ mấy tin nhắn tiêu cho nè. Xóa rồi. Nó bị chặn. Nó chặn hết rồi. Chặn sao? Chưa kịp chụp lên á. Bấm rồi nó nhảy mất tiêu luôn. Rồi, à, bít. Cho thằng con cái nó luôn. Anh trai cho mượn điện thoại anh trai. Cho anh mượn điện thoại này. Điện thoại của mấy gái. Anh bà gì nói chuyện được nếu mà mẹ Quỳnh nữa em chuyển file cho anh Quỳnh nghe anh Quỳnh. Nóng quá nó không có ấy tắt hoài à. Dục cái điện thoại nó quăng qua đi. Con cái nó đấy, gắn lên nó kẹp luôn. Cái đó thu tiếng chứ không có gì chứ. Nghe chưa. Rồi anh chào em nha. Dạ. Em là anh của bé tình nhiều tiêu hả? Bé Thơ ha. Dạ. Ừ. Em là người phát hiện ra là bé Thơ nhắn tin với lại cái chàng thanh niên đó hả? Dạ. Thì những cái dòng tin nhắn đó làm sao em có thể đọc lên với lại cho anh biết cái nội dung được không? Em cũng đọc nhép nhép, em cũng không biết nữa. Em chỉ nhờ coi lại thôi, coi đưa cho mấy dì coi. À. Dạ. Giống như là có những tấm ảnh nhạy cảm. Dạ dạ đúng rồi. À, là giống như là có nhạy cảm quá rồi mình cũng ngại coi đúng không? Dạ. Rồi đưa cho dì đây coi hả? Dạ dạ.
Lúc đó là em có nhớ được cái mang máng cái nội dung tin nhắn là như thế nào không? Dạ, dạ, nó tối ngày nó nhắn để tắm gì đó đi quay cho anh coi đồ rồi chụp hình gì em cũng quay rồi gửi cho nó coi tài la hết. Trời ơi, là chính xác là nam thanh niên đó kêu xúi dục con bé dạ, đó đúng dạ, không? Đúng rồi, dạ. Rồi tắm kêu tắm đi rồi cái nói hôi tối rồi cái nói mai đi mai tắm rồi quay cho coi. Ừ. Mai nghe nên ghê lắm. Là em có phát hiện đứa em gái của mình, anh bé thơ này quen thanh niên đó từ bao lâu không? Dạ anh quen cũng cỡ hồi lúc đó em lên chảnh em làm rồi nó ừ. Em mới có điện thoại nè nó quen rồi. Là lúc đó là thời điểm là cả gia đình mình đang sinh sống tại Bình Dương đúng không? Dạ dạ. Rồi cái lúc mà biết bé thơ đó quen nam thanh niên này gia đình mình cũng chưa phát hiện hả? Dạ chưa phát hiện, về đây em mới phát hiện nó và quen thằng đó. Ở nhà em có rầy la gì bé không? Dạ không, ở nhà em cũng ít nói chuyện với nó, cũng không chửi quánh nó nữa. Giống như là mình thanh niên còn nó là con gái mình cũng nó cũng ngàn lớn rồi mình cũng khó nói chuyện ha. Rồi cái lúc mà cái thằng đó nó gọi về cho gia đình mình đó là mình em nghe máy hả? Dạ em nhầm bữa em nghe cái nhầm bữa mẹ em nghe. Dạ mẹ em nghe nhiều nhất. Mẹ nghe nhiều nhất. Dạ. Nghe là thường thường nó nói gì? Dạ nó cũng hỏi thăm mà nó có một câu nó hỏi hoài luôn. Lúc mà nó báo rồi nó thấy bé thơ là báo là thời gian nào? Dạ hồi đó bữa đó em đi lên Bình Dương á. À là mình từ đây chạy xe máy lên chảnh hả? Em đi xe đò lên chảnh lên để tìm em mình ha. Dạ là chính xác là nó tự báo về cho mình hay sao? Dạ nó báo cho Dượng em, cái Dượng em mới gửi cho em coi. À rồi cái em mới hỏi kiếm được ở đâu vậy, cái nó nói là em của anh á và bán trái cây ở chợ Quang Vinh á. Quang Vinh. Dạ là thằng này nó ở khu vực nào Bình Dương mình biết không? Nó nói là lúc kia nó nói là ở Thuận Giao vậy á. Thuận Giao Bình Dương. Dạ, dạ. Rồi nó có thay đổi địa chỉ ở liên tục không? Nó nói cái lúc kia nó nói qua chơi cái qua tìm đó, qua tìm cái gửi định vị cho mình chạy qua bển thì không có ai bển hết. Là nó đang giấu quá, nó đang giấu địa chỉ chính xác của nó đang ở đúng không? Giấu á. Giờ em có nhớ tên thằng đó không? Nó tên là Phương Tiền á. Phương Tiền hả? Dạ. Chính xác nó là Facebook đó là Phương Tiền luôn dạ, hả? Dạ đúng rồi, Facebook nó tên Phương Tiền. Thì bây giờ anh làm clip này em có điều gì em muốn nói với chuyện với lại gửi gắm những đôi lời gì lên để tìm kiếm em ruột của em với lại cái thanh niên đó không? À, em muốn nói là về đi không ai chửi mắng gì đâu. Ở nhà cũng vậy thôi, giờ lỡ rồi nó như vậy rồi cũng về đi. Dạ. Thanh niên đó nói chuyện với em là nó có xưng... Dạ nó xưng em là anh không à. À. Kêu cha mẹ bằng cha mẹ không. Ồ cũng xưng hô thân mật dữ vậy đó hả? Dạ. Tự động nó xưng hô dạ, hả? Tự động luôn. Không ai nói gì hết, nói về điện cái này kêu bằng cha mẹ không, kêu em bằng anh hai Ngọc Sơn luôn. Mà cái vấn đề nó khó hiểu nằm chỗ này nè, mà khi mà chưa biết là con bé thơ nó bỏ đi như thế nào mà nó biết trước rồi. Dạ. Nó có nói là nó biết hả? Dạ. Nó biết nói là nó biết trước là bữa nó đi á giờ muốn đi sớm rồi. Nó muốn đi bữa đó luôn. Ừ. À, bữa sau nó mới đi. Vậy kỳ ta. Giấu đầu lòi đuôi. Ừ. Mà trong khi đó là người nhà mình chưa nói chuyện với nó. Dạ. Chưa thông báo cho nó hay. Dạ chưa thông báo luôn. Mà nhưng mà nó vẫn biết con bé thơ rồi bỏ đi. Dạ. Rồi bây giờ là mình có hình ảnh con đó rồi đúng không? Dạ. Mà em ngộ sao mà em lên chảnh nó biết em lên. Em không nói luôn mà nó vẫn biết em lên Bình Dương. Người nhà mình có ai nói không? Không ai nói không, luôn. Không ai nói hết. Mà sao nó biết được hay với thiệt. Không lấy vòng chồng nó gắn camera sao nó hay dữ vậy. Nó tài lắm. Gắn định gì vậy? Rồi thì nói chung thì bây giờ là em có từng nói chuyện với thằng đó. Dạ. Và em có nghĩ chính xác là cái người đó là cái người dụ dỗ em đi không? Em cũng không nghĩ chính xác gì hết. Giờ nghĩ sai người ta thì cũng còn tội người ta. Dạ. Ừ. Nhưng mà 90% dạ. Là nam thanh niên đó dẫn đi. Dạ. Rồi thì bây giờ là gửi đôi lời tới nam thanh niên đó luôn. Thì nếu mà cái bạn nam này hiện tại đang có dẫn bé thơ đi thì một thì nói thẳng ra là nói là chính em là người đang dẫn thơ lên đây để ở với em rồi làm việc với em hay gì đó thì nó sẽ giống như là có cái kết nó đẹp hơn. Còn nếu mà cứ ấp úng mà giấu giếm hoài á thì mọi chuyện nó sẽ càng đi xa hơn đúng không? Thì em cứ còn lưu lại cái video mà nó chạy xe em đây rước hả? Em lúc đó em cũng không biết nữa. Không có lưu, chỉ người ta chỉ thấy thôi. Ừ.
Thì như người gì nè là nói là, ủa mà quên nữa, em nói chuyện với nó em có hiểu được nó làm công việc gì không? Dạ nó nói là nó làm công ty á. Làm công ty thôi? Dạ. Mà công ty mà sao mà chẳng lẽ nó thuê xe chở xuống đây? Chị cũng không biết nữa, nhưng mà ta mở camera là trường hợp ngay ngày nó đi rồi ngay giờ đó không? Mà có chiếc xe hơi đậu? Có chiếc xe hơi đậu, thấy, rồi có chiếc xe con đậu ở đằng sau nữa. Mà nhưng mà quan trọng là chị thấy cái vấn đề là con bé lên xe không? Không, bị người ta mở camera người ta thấy vậy thôi, chứ chị nghĩ là con bé đi chiếc xe đó thôi. Thấy đậu xe hả? Đậu xe ngay đầu cầu ở trên này. Nhưng mà chưa biết con bé, không thấy hình con Hạnh lúc mà con bé lên xe thì không thấy. Không thấy. À. Nhưng biết khoảng đó là trời mưa nữa. À. Và cái này nó cũng hơi khó với chú anh chị. Thôi giờ là mình sẽ kết thúc video ở đây ha. À. Thì có những lời gì em gửi gắm trên mạng thì em cứ gửi đi. À. Không có lời gì gửi. Không biết nó nói sao ha. Dạ. Thôi để người gì đi, người gì muốn mọi người giúp đỡ sao thì người gì nói ra đi. Bây giờ chị cũng mong là cộng đồng mạng chia sẻ giùm cho em. Em thì dì của bé Thơ, còn mẹ thì mẹ khờ, rất khờ luôn. Bé Thơ nó cũng giống mẹ khờ, bị người ta dụ dỗ. Bây giờ chị cũng gửi tới cộng đồng mạng chia sẻ giùm. Rồi có gặp bé Thơ thì điện về cho cha mẹ hay, đừng cha mẹ mừng. Chứ hồi con đi tới giờ là cha mẹ không ăn uống, gầu gỉ dữ trời lắm. Yeah. Không nói lên lời luôn á. Dạ rồi, thì nói chung thì bây giờ tụi em sẽ chia sẻ câu chuyện này lên để mong muốn là tìm được bé trong thời gian sớm nhất cho bé, chở một là liên lạc với gia đình, hai nữa là mình biết chính xác bé nó còn sống hay là đã mất, đúng không? Đúng rồi. Nói chung là mình sợ cái điều đó xảy ra thôi, sợ là giống như là bé nó còn nhỏ quá, bị người khác dụ dỗ rồi lúc đó thì bé sống mà mất còn gia đình cũng không hay nữa. Nếu mà sống thì thấy người, mà chết thì phải thấy xác, đúng không? Đúng rồi. Đó, thì mong muốn là điều đó sẽ nó đừng có xảy ra cho bé. Thì mong muốn là nếu mà nam thanh niên nó có vụ đi á thì cứ thẳng thắn điện thoại về nhà thông báo, em nó ở đây với con, như vậy vậy thì người nhà sẽ luôn lúc nào cũng hoan nghênh, đúng không? Thì thôi vậy. Thôi bây giờ mình sẽ kết thúc video đây ha. Dạ. Rồi, em cảm ơn dì với lại cảm ơn em nhiều nha.